Chào các bác nhá. Hôm nay lô hàng bị bịp mà hôm trước tôi bảo là còn phải để cho khô ấy, thì thông báo các bác là hôm nay đã khô rồi. Bây giờ ngay bây giờ sáng nay tôi sẽ đóng gói để chuyển đi cho các bác để các bác chơi nhá. Thì vì là tôi kinh doanh trong lĩnh vực này cho nên là cũng có nhiều những cái comment bình luận của các bác là nói là nói chung công việc kinh doanh của tôi nó không tốt ấy. Thì xin lỗi các bác là tôi là kinh doanh thì tôi phải phát triển thị trường riêng tôi. Tôi mong các bác hiểu và cũng thông cảm cho tôi. Thực ra mỗi người một công một việc, tôi đã nói rồi, đó là cái công việc hiện tôi đang làm và ai cũng thế thôi. Đừng sống nửa vời cho cuộc đời này, đừng sống nửa vời các bác nhá. Làm cái gì độc ác đến cùng, từ bi đến cùng. Đừng làm cái gì nửa nọ nửa kia, cuối cùng cuộc đời các bác cũng sẽ không làm được gì đâu. Tôi quan điểm sống của tôi thế, mình đã không làm thì thôi, mình làm cho đến nơi đến chốn, làm tử tế. Đấy, tôi chia sẻ các bác về một chút về quan điểm sống của tôi. Tôi cũng rất suy nghĩ về sáng nay có một bác comment cái bình luận là thiếu gì việc để làm, ý là làm gì phải kinh doanh cái này. Kinh doanh cái này là giúp cho mọi người đi săn bẫy các thứ ấy. Thì tôi cũng suy nghĩ nhiều. Tôi xin lỗi bác là tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà xin lỗi bác là tôi cũng cố gắng kinh doanh để đạt được cái mục tiêu của mình trong một thời gian nào đấy. Còn tất nhiên là về mặt xã hội tôi không thích làm cái này đâu. Vì tôi cũng biết suy nghĩ chứ, tôi cũng là con người chứ. Tôi cũng rất là đa sầu đa cảm, biết suy nghĩ cho cuộc sống và cho thế giới, cho cái thiên nhiên này đang bị tàn phá rất là nặng nề. Nhưng vì cuộc sống, tôi mong bác thông cảm và tôi chia sẻ với các bác một chút thế. Còn bây giờ tôi đã sẽ quay trở lại công việc chính là sẽ phải đóng hàng đi cho các bác. Còn đây là hai cái thùng sấy, tiếp tục phải sấy tiếp bên này. Đây là lô này đã khô, đạt tiêu chuẩn chất lượng rồi để gửi đi cho các bác này. Nhà tôi chi rất nhiều lắm. Đà la này. Chia sẻ với các bác một chút. Các bác vừa xem video vừa tiện thì tôi giới thiệu luôn nhá. Đây là cái mẹt sáng nay tôi cũng gửi đi cho các bác này. Cái mẫu kia bên này tôi đang làm lốt đây. Các bác nhìn inox 100% nhá. Lưới siêu bền, bền rất lâu luôn. Với cái phiên bản này thì hôm nào tôi giới thiệu sau, còn hôm nay tôi chỉ thông báo các bác là mẫu bịp bịp đây này và chia sẻ một chút với comment của bạn sáng nay ấy. Chắc là bạn là thầy giáo đúng không ạ? Dù bạn là thầy giáo hay gì đi nữa thì với tôi bạn cũng rất bình thường, bạn cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tôi cũng rất lịch sự đấy, cũng không có gì là thái độ với bạn đâu. Tôi chỉ giải thích cho bạn đó là công việc kinh doanh của tôi. Đây là mẫu bịp này. Để máy ra đây chút. Đây. Nhà này tự tay tôi làm. Nói thì cuộc sống nhiều góc độ lắm các bác ạ. Ai cũng muốn mình tốt đẹp cả. Ai cũng muốn tốt muốn xấu đâu. Nhưng rồi cái cuộc đời, cái cuộc sống, cái xã hội này có cho phép mình không? Bạn có đủ bản lĩnh để sống với những cái đấy không? Hay bạn đang sống trong một xã hội thực tế là nếu như bạn vào bệnh viện mà bạn không có tiền thì ai sẽ chữa cho bạn miễn phí? Tôi rất nhiều cái triết lý sống chứ. Thậm chí tôi cũng từng tìm hiểu về Pháp Luân Công, một cái cuộc sống không có giàu tiền bạc, không cần tiền, sống tốt thôi mọi thứ sẽ tốt. Có sức khỏe thì có tất cả mà. Nhưng mà cuộc sống không cho phép mình như thế bạn ạ. Như thế mình kìm hãm mình sự phát triển lắm. Còn tôi nói sau khi mà bộ luật của mình nó chính xác là không cho chúng tôi kinh doanh cái này nữa thì chúng tôi không kinh doanh nữa. Tuyệt đối không. Tôi nghĩ là với khả năng của tôi kinh doanh, tôi làm cái gì cũng được thôi.
mà bạn đừng nói những câu mà bạn ở đây tôi nói bạn bạn là có cái gì, tên tiếng Anh gì đấy, chắc bạn là giáo viên tiếng Anh thì bạn cũng xem lại suy nghĩ nhé. Rất cảm ơn bạn đã quan tâm cái video của tôi. Còn các bác đặt hàng, các bác cứ đặt hàng thoải mái nhá, hàng tôi gửi đi nhiều lắm, thoải mái đặt luôn, rất nhiều, cứ khô đợt này lại có đợt khác, chậm một chút thôi nhưng đảm bảo các bác sẽ có hàng như ý luôn, đẹp luôn đấy, khỏi cần nghĩ về cái độ tạo dáng và độ đẹp đâu. Giờ tôi phải đi đóng hàng tiếp, lát tôi đăng tải video các bác chia sẻ cho vui nhá, chia sẻ các bác cho vui. Còn tôi nói lại, tôi kinh doanh tất nhiên có mặt trái chiều, các bác nghe tôi nói hơi nhiều không sao, mong các bác ủng hộ. Chào các bác.